cần là mọi người siêng kiên trì xài á, thì lúc đó tóc mình nó sẽ rất là mềm, rất là mượt, rất là dễ chịu luôn á. Đây, bây giờ có những bạn nào mà nói là ví dụ mà mình nhuộm tóc thì mình có gội được hay không thì được nha. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận, đừng có ngày nào cũng gội. Chúng ta phải cách khoảng chừng 2 ngày một lần ha. 2 ngày một lần xong rồi mình chịu khó mình massage nè. Mình làm vậy á tóc mình sẽ vừa đẹp. Chào các bạn. Chào các bạn. Đó, bây giờ anh Đại Nghĩa cũng đang dưỡng tóc vậy nè, mọi người thấy không? Đó, tóc anh Nghĩa rất là đẹp, màu rất là bền. Một lát nữa mình la lại nha. Sao vậy anh? Gì vậy em? Dạ? Tự nhiên vậy, anh tưởng em đang live stream bình thường nói chuyện với khán giả, anh vô anh chào mọi người thôi. Tự nhiên cái gì, em đang bán hàng đúng không? Đúng rồi, em đang bán hàng nè. Trời đất ơi, rồi lợi dụng anh vô, phóng vô, rồi kêu anh xài cái gì, sản phẩm gì của em luôn á hả? Tại em đâu có lợi dụng đâu, tự anh phóng vô chứ bộ. Vậy thôi bây giờ nè, ha, mời em, mời khán giả mình hãy theo dõi, mình xem thử cái tình huống sau đây. Dạ. Coi có quen hay không nha. Dạ. Mời em. Ủa Vân, ủa sao em không đi ăn trưa đi mà em ngồi đây làm chi vậy? Thôi, em không đi ăn đâu. Em đang em buồn lắm, muốn chết luôn đây nè. Sao mà muốn chết? Mới hôm qua còn khoe bạn trai tặng quà 20 tháng 10 đây mà. Không phải là chuyện bạn trai, nhưng mà cứ như vậy hoài á, chắc ngày đó sẽ tới. Mà gì? Chị coi nè. Trời đất ơi, sao vậy? Trời sao mà banh chành vậy? Hay là xài cái kem hôm bữa bạn trai tặng đúng không? Không phải. Cái kem mà hôm bữa em rủ chị mua, cái hàng thanh lý người ta xả kho, nghỉ bán đó. Trời may ghê. Hên là hôm bữa chị không ham rẻ chị mua với em, chúng thôi là giờ tới chị rồi. Đây nè, chị mới mua cái áo mà người ta bị bơm hàng, kêu chị cứu nè. Không biết mặc vừa không đây nữa. Trời đất ơi, nó ngủ vậy sao chị mặc được? Trời ơi, vậy mà hôm bữa cái bà mà tư vấn cho chị nói vậy mặc vừa đó. Thiệt chứ, biết sao đây nữa. Trời ơi, mấy cái trang mà nói là bom hàng á, hôm bữa em có coi rồi, thì bom nó là bom 30 cái à. Ở tới mấy trăm comment. Mà chị là người thứ mấy trăm đó mà dẫn cái hàng. Ngộ ghê. Thôi đi cô, cái áo tôi mà không vừa tôi còn cho được, còn cái mặt của cô kìa, giờ làm sao đây? Thôi, chị đừng có nói nữa. Nhắc lại nỗi đau của em à. Ông đi đây. Đi đâu? Đi nặng mụn. À, hết hồn chưa? Hết hồn. Cái chuyện mà bán hàng mà kém chất lượng á thì em cũng đã nghe rồi đúng không? Nhưng mà có bao giờ em nghe, em biết tới cái vụ này chưa? Tức là người ta gom hàng xả, hàng thanh lý, hàng tồn kho, hàng ứ động, thậm chí là hàng quá đáp, để người ta live stream, người ta bán luôn. Có thấy bây giờ chưa? Khi người ta đặt lợi nhuận lên hàng đầu thì bắt đầu là người ta sẽ làm việc một cách vô lương tâm. Ừ. Và đặc biệt là bây giờ khán giả cũng thấy là bây giờ mình có thể quảng bá, rồi mình có thể bán hàng bằng cách lên Facebook nè, lên những trang mạng xã hội và live stream như vậy. Thì nhiều người người ta sẽ cảm thấy là ồ, bán hàng dễ quá. Và có thể là mình chỉ cần qua cái điện thoại thôi, mình ngồi và mình nói và mình đem đại một cái gì ra bán cũng được, chỉ cần có người mua. Thế là có thể một vài lần đầu người ta có thể bán những cái hàng chất lượng, nhưng mà càng về sau thấy dễ ăn quá. Thế là bắt đầu là ơ hờ trong chính sản phẩm của mình, và đem những cái hàng như anh Nghĩa nói là hàng tồn động, hàng tồn kho, đủ thứ hầm bà lằng ra. Như vậy thì không biết gì để nói nữa luôn. Bởi vì anh cũng đã từng mấy lần vậy rồi. Tức là anh là người mua hàng á, anh thấy trên mạng giới thiệu quảng cáo những cái trang mạng nha, chứ không phải là live stream nha, là họ bán những cái sản phẩm mà chụp hình lên đẹp lung linh. Chẳng hạn như hồi đó anh đặt hàng quần áo. Dạ. Anh nhìn một cái quần sọt lửng như nè, màu tím. Trời ơi, cái màu tím nó đẹp, nó vừa phải, nó nền nã thôi chứ không phải là tím rực rỡ, nhưng mà thấy ô đẹp quá. Rồi cái chất liệu vải đẹp quá ta. Rồi đặt cái này, rồi cái áo kia đẹp quá, đặt áo thun, đặt luôn áo sơ mi, đặt luôn. Chết quá. Khi mà người ta chuyển hàng về cho anh, em tưởng tượng đi, cái quần sọt tím mà anh nhìn lung linh trên mạng á, cảm giác giống như là vải kaki dày tốt đúng không? Thực ra nó là một cái vải thun. Một cái vải thun hết sức là bình thường, và cái màu nó xỉn, cái màu nó cũ, cái màu tím á, cũng tím á, mà cái màu nó tím kỳ lắm luôn á, chứ phải tím tươi tắn được như trong hình đâu. Rồi những cái áo cũng vậy, có những cái áo mà mình nhìn thấy trên mạng sao đẹp quá vậy nè, cái khi mà hàng chuyển về tới tận tay anh dở ra, anh hỡi ơi luôn, thất vọng. Em tin chắc chắn là bây giờ khi mà nói đến trường hợp này thì không chỉ mình anh Nghĩa mà em cũng như tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là đối với những ai đã từng mua quần áo online trên mạng, có thể nói là
có một cái gọi là cái chiêu nữa, đó là với những cái shop của nhau đó là mình sẽ ăn cắp hình. Ăn cắp hình anh. Thí dụ như là bây giờ anh là cái shop A đi, anh phải bỏ tiền ra anh thuê người mẫu và anh chụp những sản phẩm của đúng mình rồi. Thì bây giờ cái shop B nó chôm y chang và nó post lên và nó có thể giá đôi khi là rẻ gấp đôi luôn. Thế là mọi người nhào vô mua, nhào vô mua. Bây giờ nhận ra được những cái mẫu là chỉ ví dụ như là có cái bèo ở đây thì cùng lắm là giống cái bèo. Còn lại về chất lượng, về tất cả mọi thứ là khác hẳn luôn. Em ơi, không phải chỉ riêng về cái chuyện quần áo hay mỹ phẩm đâu, thậm chí bán nhà trên mạng cũng vậy đó em. Một cái tài sản lớn như nhà ha, mà nó cũng ảo, nó cũng mờ mịt vậy luôn đó. Trời ơi, anh có người bạn ha, nhìn hình trên mạng đang đi tìm mua căn biệt thự, thấy hình trên mạng, trời ơi biệt thự đẹp, đẹp quá mà rẻ quá, đến tận nơi không phải hình lấy đâu để vui chơi vậy thôi, chứ còn hình thực tế nhà cấp 4. Cái đó là nhiều khi tự chính người mua hàng cũng phải là những người tỉnh táo mới được. Đúng rồi, mà những cái món đồ giống như là quần áo đi, thí dụ như cũ không mặc hoặc là xấu không mặc vô bỏ. Còn với những cái sản phẩm mà nó liên quan trực tiếp tới cơ thể mỹ mình mỹ phẩm này, hoặc là thuốc đó. Nếu như mà không tìm hiểu kỹ á, mình sử dụng vô thì cái người mà thiệt hại lớn nhất chính là mình. Bây giờ anh Nghĩa có biết thêm cái vụ người ta hay nói là bị bưng hàng á? Tức là có người đặt hàng mà người ta không lấy đúng không? Nhưng mà có người đặt hàng có số lượng rất là nhiều. Ví dụ như là đặt hàng cỡ 200 cái. Nhưng mà bây giờ bưng hàng rồi không có liên lạc được. Thế là bây giờ phải ôm hàng. Ôm hết 200 cái sản phẩm đó. Và bắt buộc là phải xả rẻ ra ngoài thị trường. Và thế là mọi người tin và mọi người vẫn nhào vô ầm ầm luôn. Và cuối cùng là ai là người gánh hết tất cả những cái chuyện đấy, đó là người tiêu dùng mà thôi. Cái này thì anh thấy thực tế bên ngoài luôn, chứ không phải là bán hàng trên mạng không nữa. Có một cái shop, nó để là sang shop xả hết hàng đó, để giá rẻ rẻ, có mấy chục ngàn à, 5-7 chục ngàn gì đó. Mà sang quanh năm luôn. Sang quanh năm. Anh đi qua cái năm trời rồi đó, ủa sao cái shop vẫn còn hoài. Một cái bảng to đùng phía trước, sang shop xả hàng. Mà ủa tôi sang hoài chưa hết hàng, mà xả hoài chưa hết hàng, mà không thấy cái shop đi sang đâu hết trơn. Trời, thì có thể nhiều khi đó cũng là một cái chiêu. Mọi người thấy ồ cái shop này nó chuẩn bị nó sang nè, rồi nó xả hàng nè, nhào vô mua thiệt rẻ. Còn cái chuyện chất lượng ra sao thì mình không dám bàn tới. Đây là một cái chiêu của những người bán hàng trên mạng, và mong rằng mọi người cũng phải lưu ý. Nếu như có ai đó nói rằng hàng của tôi đã bị bung và bây giờ tôi muốn xả cho rẻ, mời mọi người tới mua. Cần phải suy nghĩ. Em có biết hình thức nào mà nó người ta gọi là câu view, câu like rẻ tiền không? Trời ơi, cái đó thì thôi rất nhiều. Ví dụ giống như là bây giờ ngồi ở bán hàng nhưng mà chuỗi tục rất nhiều và... Rồi ai mua? Vậy đó anh! Có nghĩa là có những người á, người ta khoan nói đến cái chuyện mua đó, nhưng mà người ta muốn câu view ở vô cái trang bán hàng của người ta. Và từ từ á, có thể là người ta sẽ lấy cái trang đó và người ta bán cho một cái đơn vị khác. Chỉ cần có sẵn những cái người view như vậy rồi, bắt đầu người ta sẽ bán cho một cái đơn vị khác. Hoặc là những cái chiêu thức bán hàng, thậm chí là hôm bữa em cũng trời giật mình luôn, đó là bán đồ lót. Bán đồ lót và họ quảng cáo, họ mặc vào và họ quảng cáo một nam cách hay nữ? Nữ anh, nữ, và họ mặc vào họ quảng cáo mà một cách rất là trần trụi. Rồi lúc mà mình coi mình cũng bản thân mình cũng là giật mình, nhưng mà nhìn vô cái số lượt view anh bất ngờ lắm, đó là một cái số lượng cao kinh khủng. Dù là bất kỳ người nào người ta xem người ta cũng vô, người ta mắng mỏ, người ta nói những cái câu rất là khó nghe. Nhưng mà người ta vẫn ở đó và người ta xem. Và chỉ cần có người xem là vẫn sẽ còn có người tại vì là cái tâm lý họ tò mò. Mặc dù ghét nhưng mà cũng tò mò coi nó làm tới để đâu. Coi làm tới đâu. Coi nó làm cho ghét cái cỡ nào. Nó thành ra là vẫn ngồi coi. Chứ nếu mà những hình ảnh phản cảm hay là những cái lời lẽ dung tục như vậy là người ta đã bỏ đi mất tiêu rồi. Thôi vậy mà bây giờ vẫn rất tràn lan về cái chuyện đó. Và thậm chí là có những người mà họ bán hàng nhưng mà họ lại có thể nói là hơi xôi thịt đó anh. Và dùng chính cơ thể của mình ra và câu cái lượng khách hàng. Và dù nhiều khi một lát mình ngồi mình coi mình nói ủa, cuối cùng là họ đang bán cái gì? Họ đang bán hàng hay bán họ? Thôi, bây giờ thì để cho mọi người hiểu rõ hơn về những cái điều mà Tường Vi vừa mới chia sẻ, thì chúng ta hãy theo dõi câu chuyện sau đây nha. Livestream bán hàng online là hình thức không mới, không chỉ giúp người bán và người mua dễ dàng tiếp cận với nhau, có nhiều hơn những thông tin về sản phẩm, mà còn giúp cho việc mua bán trở nên nhanh chóng, tiện lợi, có thêm nhiều khách hàng mới. Thế nhưng để thu hút nhiều người xem và mua hàng, nhiều người đã lợi dụng sự lan tỏa của mạng xã hội, sẵn sàng sử dụng nhiều chiêu thức phản cảm đến khó tin.
tư giả gái, hóa trang dị hợm, mắng chửi khách hàng cho đến chỉ ăn mặc nội y, thản nhiên thay đồ trước ống kính, nói những lời dung tục và thực hiện nhiều cử chỉ phản cảm. Điều đáng ngạc nhiên là những clip livestream này thu hút lượng lớn số lượt người xem và chia sẻ. Hiệu quả bán hàng đến đâu chưa rõ, nhưng việc này cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Thì nó sẽ gây sự chú ý cho mọi người. Với lại là thấy chửi thì là lạ, bao vô xem. Việc mình bị chửi, mình bị xúc phạm, lòng mình thấy rất là đau, nhưng mà thật sự mình lại thích. Thế là do mình cũng không biết là tại sao nữa nha. Tóm lại là tâm lý của mình nói rằng mình đang hưởng thụ cái việc này, đang tận hưởng việc này rất nhiều. Như vậy là có hai cái hình thái như Tường Vi nói. Một á, là cố tình gây sốc bằng cách là mặc phản cảm nè, rồi nói những lời lẽ dung tục nè, chỉ là để câu view, tức là để nhiều người vào cái trang đó mà xem. Ví dụ như chúng ta nè, chúng ta mà ngồi xem một cái đoạn livestream của những người bán hàng như vậy, thì em có tin tưởng vào sản phẩm mà họ bán không? Tất nhiên là không thể. Lúc đó thực sự là nếu họ bán được hàng thì cái người mình nghi ngờ sẽ là người mua hàng nhiều hơn. Tại vì bây giờ thứ nhất là một cái sản phẩm không có thông tin, không có bất kỳ một cái gì hết, không có cách sử dụng và cũng không có nguồn gốc, không có một cái gì, chỉ đơn giản là dựa vào có nhiều người view quá, hoặc thậm chí là cái người này họ đang chào mời rất là hấp dẫn, mà dù cái lời chào mời mình thấy không có đi vào chi tiết sản phẩm gì hết, nhưng mà mình vẫn bỏ tiền ra mua, thì cuối cùng cái người mà cần phải đánh giá ngược lại là cái người mua hàng. Mong rằng với những người mà làm cái công việc bán hàng online trên mạng thì chúng ta hãy làm một cách nó có tâm nhất. Cái việc bán hàng online là một cái việc hết sức bình thường, mưu sinh nó tốt đẹp thôi, không có gì phải lên án cả. Cái điều sai là nếu như chúng ta dùng những cái chiêu bẩn, chúng ta làm những hình ảnh nó lố lăng, nó dung tục, thì nó đó là những cái điều mà chúng ta không nên làm, để giữ gìn trước tiên là hình ảnh cho chính bản thân của mình. Vì thật sự là bây giờ với cái cuộc sống rất là tất bật, nhiều khi người tiêu dùng người ta cũng không có thể đi ra tận nơi, người ta có thể mua những cái món hàng, và đôi khi là có rất là nhiều sản phẩm mới ngoài thị trường mà người ta cũng không biết hết. Thì những người khi mà người ta giới thiệu đến những cái sản phẩm đó, cũng như là cập nhật cho những người tiêu dùng những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm chất lượng, và vấn đề là mình cần phải quảng bá như thế nào để giữ gìn cả hình ảnh cho mình và giữ gìn cho chính sản phẩm của mình. Đó là những điều mà Đại Nghĩa và Tường Vi chia sẻ với quý vị khán giả ngày hôm nay. Cảm ơn Tường Vi, một người rất là có nhiều kinh nghiệm trong cái việc bán hàng lẫn mua hàng, đã chia sẻ rất là sôi nổi và nhiệt tình trong cái chủ đề này. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị khán giả sẽ mua được những món hàng thật là tốt, giá cả cũng tốt luôn, không có cái gì nó ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, không làm cho mình tụt mút, không làm cho mình thất vọng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.